Xôn xao clip thanh niên mua hoa tặng bạn gái rồi phóng xe bỏ chạy không thèm trả tiền, đã nói cô bạn gái còn hãnh diện khoe lên mạng xã hội. Hôm nay ngày 17 tháng 2, tuy đã qua Valentine, nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau clip hết sức tranh cãi rầm rộ vụ việc cặp đôi chở nhau đi mua hoa dịp Valentine. Khi nhận hoa từ người bán hàng, chàng trai đã phóng xe bỏ chạy không trả tiền. Sự việc xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV nhé. Vừa qua trên mạng xã hội xôn xao về clip có một cặp đôi nam nữ đi mua hoa dịp lễ Valentine, nhưng sau khi nhận hoa từ người bán hàng, cặp đôi này đã không trả tiền rồi phóng xe bỏ chạy. Sự việc trên được cho là xảy ra tại ngã ba chùa Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều người cho rằng cần lên án mạnh mẽ sự việc trên. Có người mong muốn công an sớm vào cuộc để điều tra, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của cặp đôi nam nữ nói trên nếu có. Trường hợp đây là một clip được dàn dựng để câu view, câu like, cũng cần xử lý nghiêm những người đã đưa tải thông tin sai sự thật lên không gian mạng, gây hoang mang dư luận. Trả lời phóng viên, chị Dương Thị HN, tên được chúng tôi viết tắt, 21 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn xác nhận, mình là nạn nhân trong clip nêu trên. Khoảng 23 giờ 24 phút đêm 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày lễ Valentine vừa qua, có hai vị khách, một nam một nữ trẻ tuổi, đi xe máy đến hỏi mua hoa. Vị khách này yêu cầu cho xem bó hoa to nhất nên tôi đã đưa nhiều loại hoa cho khách xem liên tục. Sau khi vị khách đồng ý với một bó hoa giá 300.000 đồng, khách này yêu cầu bỏ vào túi để tiện xách đi. Khi tôi quay vào trong để lấy túi thì hai vị khách này phóng xe bỏ chạy, chị N chia sẻ. Đáng nói sau khi cướp bó hoa, cô gái được cho là xuất hiện trong clip còn có hành vi đăng lên mạng xã hội. Cảm ơn người đã cướp bó hoa đó, xì xì người tặng nho. Sau khi sự việc xảy ra, tôi có đăng clip lên mạng xã hội. Nhiều người đã nhận ra hai vị khách đó là người quen của họ. Bạn bè của tôi còn gửi ảnh cô gái này đăng lên mạng hình bó hoa, rồi còn có lời nói cảm ơn chàng trai vì đã tặng, chị N cho biết. Nói thêm về sự việc này, chị N cho biết vì giá trị tài sản không lớn nên chị không trình báo công an và chỉ đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo cho những đồng nghiệp và bạn bè biết để né tránh. Theo diễn biến mới nhất, sau khi bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ, cô gái được tặng hoa trên đã thay ảnh đại diện và xóa bài đăng trên mạng xã hội. Phóng viên đã liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để xác minh về video nói trên. Còn bạn mà thấy sao về hành vi cướp hoa hết sức đáng lên án này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.